tất cả mọi người các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 39. Mình cũng hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn một cái tủ LG Inverter. Dung tích là 288 lít. Loại đời này là xuất xứ từ Indonesia nha mọi người. Inverter. Thì tủ này là không lạnh ngăn trên và ngăn dưới luôn. Trong tủ thì khách cũng chứa đầy đủ đồ hết. Ngăn dưới thì cũng không mát. Thì ở trong này thì mình cũng hướng dẫn sơ qua cho tất cả mọi người các bạn là ở trong ngăn đá của nó gồm là điện trở xe đá, sensor đầu dò và cầu chì bảo vệ. Thì loại này cái dòng đầu dò sensor nó là 1,8-2kg nha mọi người. Thì có hai cách để mà mình test cứng bức để mình kiểm tra. Một cách test là rút điện gắn vào nhanh. Một cách thứ hai là kề bên cái sóc cắm của nó là nó có một cái công tắc để nhấn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các bạn xem cái test. Loại này thì nó là cái băng mạch nằm trên đầu tủ nha mọi người. Băng mạch nằm trên đầu tủ nè. Thì cái cách cưỡng bức, test cưỡng bức chia sẻ của mình thì anh em nào biết rồi thì bỏ qua. Còn anh em mà mọi người, tất cả anh em nào mà chưa biết á thì xem hết video này, tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Rồi bắt đầu bây giờ mình lấy đồng hồ mình cặp dòng mình kiểm tra. Ở đây thì mình hướng dẫn mọi người là dùng cái đồng hồ ampe nè, kẹp vào cái cặp sợi dây nguồn của sóc cắm từ nguồn vào trong bao mạch nha mọi người. Và ở đây thì nó có một cái con tắc để test, bấm test để mình kiểm tra con tắc nằm ở đâu. Đây mọi người, ở đây là có một cái test nè. Thì mình nói cái nguyên lý của nó. Cái cách đầu tiên là mình test nhanh á, mình sẽ rút cái phí cắm ra rồi mình gắm điện vào. Thì mọi người nhìn thấy cái dòng chạy nó đang là 1 chấm mấy nè, 1.1 nè, 1.19 á. Khi mình rút ra mình gắm điện nhanh vào thì mọi người nên nhìn rằng là trong vòng 3 giây nha. Cái này nếu mà dòng test mà nó nhảy lên mà khoảng là mấy chấm á là chứng tỏ là cái vi xử lý từ trong bo cấp điện ra cho sensor đầu dò và điện trở đốt cầu chì tốt. Nếu mà giả sử như mình gắm mà mình thấy mà dòng nó ra không có, ampe không lên thì chứng tỏ là mình kiểm tra trong mấy thứ đó hoặc là trong cái đường bo cấp điện ra cho bộ xả thì nó bị hư cái rè. Hai cái test rồi. Mà mọi người cũng lưu ý rằng là khi những cái tủ lạnh á, mà có cái độ lạnh đó rồi thì mình mới test được nha. Còn những cái tủ lạnh mà ví dụ như là mình vào mà muốn test nó thì mình gắm điện cho chạy mấy phút, 5-10 phút gì đó, xong dùng cái sensor đầu dò găm thẳng vào dòng lạnh luôn, cái dàn lạnh luôn, để khi nó có độ lạnh xuống rồi mình mới test được. Chứ còn khi mà nó nằm ở độ dương là không thể test được nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người nhìn thẳng vào đồng hồ nha. Bây giờ vào đồng rút điện nè. Rồi giờ đồng hồ trẻ vào vị trí số 0 nha. Rồi mình sẽ gắm vào. Mọi người nhìn thẳng cái đồng hồ, xem cái đồng hồ nè, coi dòng có nhảy lên không. Rồi mọi người nhìn vào đồng hồ là dòng đang nhảy lên là 0.8 rồi, nó sẽ nhảy lại nha, trong vòng bay nhảy lại vị trí ban đầu thì chứng tỏ là cái vi xử lý này trong cái bo mạch này nó vẫn là cấp điện nó ổn nha mọi người. Rồi mình rút điện rồi. Còn nếu mà giả sử như nó không, mình gắm nhanh mà thấy mà cái dòng điện nó không ra, nó không có cấp nguồn điện ra cho vào cái rò le để cấp qua cái bộ xả thì chứng tỏ là trong bo hư hoặc là điện trở đứt, điện trở xả đứt á, hai là sensor hư, ba là cầu chì hư. Thì mấy cái đó mình kiểm tra sau. Thì bây giờ nguyên lý là mình test nhanh thì thấy là nó vẫn là trong vòng 3 giây nó vẫn cấp nguồn ra thì chứng tỏ là cái nguồn điện ra cấp vào sensor, cấp vào điện trở xả, cầu chì tốt. Bây giờ mình sẽ gắm điện lại rồi mình bấm qua cái nút test. Đây là phương pháp test thứ hai.
Đây, cái phương pháp thứ hai là mình bấm cái này là hai lần nha mọi người. Lần đầu tiên nè. Rồi, kêu cái tiếp. Bắt đầu lóc chạy nha. Rồi, tiếp tục bấm cái thứ hai. Rồi là có nghĩa là cấm thứ hai là nghĩa là dòng xẻ. Bây giờ là điện trở đang xẻ đó. Mọi người nhìn là giờ dòng lên 0.8 nè. Thì chứng tỏ là cái đường cấp điện qua cái đầu bộ hệ thống relay xẻ cấp lên điện trở xẻ qua cầu chì sensor điện tốt. Thì trong cái phương pháp này thì mình chia sẻ với tất cả mọi anh em là mình kết luận rằng là cái đây sensor đầu dò bị hư nha. Rất đơn giản, cái phương pháp mình test nhanh là biết cái nào hư là mình khắc phục ngay cái địa điểm đó. Rồi bây giờ mình dọn đồ xong mình tháo cái ngăn đá này mọi người. Đá dính đầy trong đây luôn. Nơi đá dính đầy trong đây luôn. Chị nấu cho em ít nước sôi để em dội em làm cho nó nhanh. Nước sôi. Mình cũng dội trống ra nha mọi người. Đây mình sẽ là chia sẻ là cái nguyên lý là hoạt động của cái tủ lạnh Jupiter Elri. Đây là cái điện trở xả nha mọi người. Mấy loại kia thì nó dùng cho điện trở bằng ống thủy tinh. Còn loại này thì nó dùng điện trở bằng cây đúc luôn nè. Đây là cái sensor đầu dò nè. Rồi, cầu chì nó nằm trong đây luôn. Thì bây giờ đó mình dội sạch xong mình kiểm tra. Khi mà cái dàn lạnh mà nó sạch sẽ như thế này thì ga nó bám cái dàn lạnh này nó bám xương trắng thôi, thì cái quạt này nó sẽ thổi ra và đồng thời nó đưa xuống cái lỗ gió này để nó mát ngang dưới ở trên và ngang trên ngang dưới. Còn khi mà nó xả không được á, cái đầu sensor đầu dò này nó bị hư á, thì nó xả không hết tiết thì nó bám dày luôn cái dàn lạnh này. Khi cái hạt đầu lạnh của cái quạt nó hút cái lỗ lạnh của dàn lạnh này á, nó không có thoáng để cái quạt hút đưa ra trong cái ngăn đá này và đồng thời nó không đưa xuống dưới được. Cho nên cái cách test của mình test cứng bước nhanh á, thì có hai cách test đằng sau trên bao mạch á, thì mình biết rằng là sẽ hư cái thằng này, hư cái sensor này. Đó là cách test nhanh mình chia sẻ với tất cả mọi người và các bạn để mà sau này gặp những cái tủ LED như thế này đã biết cách test nhanh. Vì tuyết đông dày quá, đóng luôn cái dàn xả tuyết như thế này nha mọi người. Thành thử mình phải gỡ dàn lạnh cái này nha. Gỡ dàn lạnh cái này để mà lấy nước sôi dội vào cái dàn nó dưới này luôn. Đông dày như thế này luôn nè. Mọi người nhìn xem thấy không? Tuyết vẫn còn dày đầy nó luôn. Cái cách phương pháp mình gỡ dàn lạnh như đó để mình làm sạch sẽ xong rồi ráp lại. Thay cái sensor nó là xong. Sau một hồi mình cũng gỡ dàn lạnh ra, mình dội đông tuyết cho nó sạch sẽ cái dàn đáy nha mọi người. Dàn đáy nó sạch sẽ rồi mình nó ráp nha, chứ còn nếu mà nó còn đóng dày gì đó là mình ráp lại mà chạy nó không xuống, nó đường nước nó không thoát được. Thứ hai nữa là nó sẽ bít cái đường lạnh dưới luôn. Khi cái sensor này nó không xả được á, nó không xả được đá là nó đông dày từ 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 lên, đến một hồi sau là nó cái dàn lạnh ở trên là nó không đông, nó sẽ bám đầy, nó không đông đá nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mình ráp. Rồi bắt đầu bây giờ mình gỡ sensor nó ra. Đây cái sensor này mọi người. Sensor này là 2kg. Nếu mà mọi người mà tìm cái sensor mà của thằng LV này không có thì mọi người dùng một cái sensor khác của tủ khác cũng được. Miễn là đúng 2kg là được rồi. Rồi bắt đầu giờ mình thay cái sensor này là xong. Rồi mình cắt cái sensor ra, mình thay bằng cái con sensor Pana
2 kg hàng, nhớ hàng vào nha mọi người, hàng cho cái tiếp điểm nó tốt nha. Để mình hàng xong mình ráp lại cho mọi người xem, chứ còn bây giờ một tay quay một tay làm rất hơi khó. Rồi mọi người có hàng cái gì đây, hàng cái gì nè, mình đút kim lại. Rồi mình hàng mình cũng kẹp cái sensor vào cái miếng nhôm nè. Rồi tủ lạnh mình có ráp xong rồi nha mọi người. Bây giờ cũng có hơi ra nè. Bây giờ mình chia sẻ hướng dẫn cho tất cả mọi người các bạn, anh em biết cách mà canh buồng dưới buồng trên. Ở đây là nó có tủ LG nó khác với mấy cái tủ khác nha. Cái đây là cái nút chỉnh buồng dưới là nó bằng nút vặn nha mọi người. Mọi người mà vặn qua mát này nè, thành số lớn á thì nó đóng buồng dưới lại. Mà mọi người mà muốn mát buồng dưới là vặn qua trái. Rồi nhào trái là nó đưa cái hơi lạnh xuống dưới. Đây là khung cửa sổ nha, còn là mình chỉ cách tăng dưới thôi. Rồi mọi người xem ở đây là nó có 1 2 3 4 5 6 7, mát là số lớn nha, min là số nhỏ. Mọi người bấm lúc đây là chỉnh lớn nhỏ nè, đó lớn nè, lớn nhỏ nè, rồi trung bình. Đang để số trung bình mọi người, chỉnh là chỉnh đây toàn diện cái tủ á, là chỉnh nút dưới. Còn trên ngăn đá là chỉnh đưa buồng dưới nha. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì hãy bấm cho mình một kênh, một like, một đăng ký ủng hộ để mình có động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.